Lady and gentlemen, cảm ơn mọi người đã ủng hộ XPV Channel. Đây là một video POV. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like, một subscribe. Chúc bạn một ngày mới tốt lành. Ngày chủ nhật của mọi người như thế nào? Đối với mình là một ngày cực kỳ là bận rộn. Sáng là phải làm việc với khách hàng, chiều phải đi chụp hình ở công trình. Phát thích cái sự bận rộn đó. Và hôm nay Phát được bốc chụp một quán cà phê rất là đẹp. Mọi người theo chân Phát nhé. Let's go.
đợi xíu nha.